Dương Nguyễn xin chào quý khách và quý anh em mộ điệu gần xa. Hôm nay Dương Nguyễn review cái đàn gỗ ách Mỹ. Cái này có giá là 4 triệu 500 ngàn. Thì cái này cái thùng đàn nó là gỗ ách ha. Nó khóa đúc. Đó. Đó. Thì cái phần đàn thì viên đóng chén sợi dây ha. Ngựa tốt đóng chén sợi dây. Ngựa này ngựa tốt nha. Này chén. Còn cần đàn thì phím là phím to, tút cửa mặt. Cái cần đàn này phím to mình thoải mái nhấn nhá ha. Rồi. Cái phần lưng nó là gỗ mắp bồ thì cái này có ti chỉnh cần. Khóa là khóa đúc. Nó mô pin là mô pin viên làm mô pin nội lực nha, tiếng rất là khỏe. Quý anh em mình có nhu cầu thì ủng hộ Dương Nguyễn nha. Số điện thoại Dương Nguyễn thì có để trên màn hình. Hy vọng được sự ủng hộ của anh em. Và Dương Nguyễn mời cả nhà mình cùng tham khảo về phần âm sắc. Thank you.